Rồi ông sếp ông cầm hiêu máu hả? Đi một quýnh nó fucking ghê luôn. Xuống trả thù nè. Trả thù nè. Sao mình vẫn yếu yếu mà thấy mình yếu yếu sao đó. Nắm đầu con dễ farm quá, dễ farm dễ chơi quá. Tôi đi chơi với đá cái bi nhẹ. Con này chơi là phải quýnh pizza hay. Không phải rồi tôi bị diễn một màn pizza đôn đó. Nắm chiếc bi xong lạng xuống dưới để lấy góc tool. À, xưa là cũng cúp học mấy buổi đi quýnh pizza, giờ cũng có nơi áp dụng rồi. Trời, ông làm gì vậy? Ông làm tôi hết cả hồn à. Bi quá trời là bi luôn. Xèo. Ủa sao được có con trái? Sao chị? Hả bi giờ? Mạng hết tốc biến rồi đó. Ê, lệch chuột. Biết ngay thế là muốn đu lên mà định hại tôi đúng không? Tôi quá khỏe đi. Cho cái lồng đèn đem đá bi coi. Trời ơi tuần 2 luôn á. Quýnh là tuần 2 luôn. Quýnh với ai mà chịu nổi trời. Cảm ơn những chủ tiệm pizza đã giúp mình có trận thắng hôm nay.
Ê, tôi làm chán hai chứ công suất còn mới 72 nha, rõ ràng. 7 73 hết sức. Quýnh là tính bi hết á. À, chứ không sắp này quýnh khéo nè. Sắp này bữa à, sắp này bữa tôi quýnh Đất Riêu gặp ổng nè. Rồi trận này hên là ổng team tôi, ổng là team kia, nãy giờ là tôi cho ổng vẹo đó rồi. Mà nắm con cua đi bị chậm hết á. Tiền của tôi. Cà hết rồi. Tiếng vẫn là sao? Pha rồi mình thiếu một hết. Ra pha rồi là 7 bi mà. Thấy thét người ta chưa? Thấy thét người ta canh canh cái ren hay không? What the fuck? Cái đấy là easy nhất của anh đó đây cả. Trời, bạn móc xong bạn canh được cái ren xong bạn thả ưu ti xong bạn vẫy nhẹ vô đạp chúng ưu ti rồi. Thấy nó muốn thầy, thấy nó muốn nhìn nét, nhìn sự kiêu nuột lắm. Em đừng có nói gì em, anh ít khen ai lắm. Mày sự kiêu nuột lắm, mày sự kiêu nhìn là anh biết là dân chuyên rồi, xài kiêu hợp lý gì lắm. E ra quá trời đạp. À, nó để sẵn cái bi cho mình coi luôn hả? Càng ngày nó càng dễ chơi vậy ta. Có bi đâu là nó hiện lên chỗ cái ulti sẵn luôn. Lụm cái bi rồi lên thảy xuống cái đó, 7 cái bi nè. Dễ chơi quá. Để bạn tới đây chắc gì nhờ, bạn hâm mộ em, bạn anh tới đây hay thế. Fail rồi không? Trời ơi, né hộ. Né hộ với chị. Chị yếu quá. Mộ em liên quan cái việc bạn đánh thay. E 200.
1 bi, 2 bi, 3 bi. Đấy, chết chưa kịp rồi chứ. 3 bi. Quăng cái này xuống, quăng cái đất xuống 4 bi, R nó 7 bi full. Quýnh là phải có sáng tạo. Phải tận dụng làm sao tối đa được cái ulti. Lót lại. Ôi vậy tôi biết cách làm 8 bi rồi. 8 bi cho phe mắt đất làm mới nổi. Mắt đắp là phải đợi 4 cái level nữa. Level 15 mới nổi 8 bi. Vậy để sẵn 8 bi chắc lát lên R cái chắc chết một ông AB hoặc AD luôn á. Ra chơi 3 còn dễ chơi là hàng gì. Rồi bạn đi kiếm chuối rồi đập đầu luôn, đập đầu luôn. Kiếm chuối xong rồi đập đầu luôn. Đâu. Mát 7 bi là nãy làm dễ rồi, để từ từ tôi làm 8 bi cho. Rồi không có gì. 8 bi là chưa tính 2 bi đang có sẵn trong người, đó là 10 bi. Không, 8 bi chắc được. Nãy mừng tượng là được. Nhưng mà phải lấy trí á, như phải lấy trí mới được 8 bi. Thì mình quăng sẵn 3 bi xuống đất là quăng 3 bi xuống đất theo tự. Quăng bi thứ tự rồi canh cái bi và cái bi thứ ba chuẩn bị sắp hết á, ông lấy chú đất ông cầm cái bi đó lên, thì bây giờ nó được là cầm hai cái bi lên rồi, thì mình cầm hai cái bi mà hai cái bi của cái quy 1 và quy 2 đó cầm lên là quy 3 lâu lắm rồi, mình để nhẹ thêm hai cái xuống nữa, để hai quy được xuống nữa là vừa tròn, là vừa tròn chuẩn bị 8 bi. Bi thứ 8 chuẩn bị bất là quăng hai cái đất xuống là R có là 8 bi. Vậy là không biết chơi, có biết làm bà 7 bi chưa? Biết. 7 bi làm sao? Quy sẵn 3 bi rồi cầm lên rồi. Cầm cái gì? Cầm 3 bi lên. Cầm 3 bi lên là thấy thua, bởi không có khoa học. Cầm 3 bi rồi không có khoa học. Rồi ném lên rồi anh quy phát nữa. Rờ phát 7 bi. Đó là tạo dễ cho em chơi đó. Lo do sinh ra đó, nó làm dễ ra cho em chơi mới làm được 7 bi. Thì bây giờ cái W nó cầm được 3 bi mà, chứ W cầm 1 bi rồi. Thì nó đã cầm được 3 bi thì mới làm 8 bi. Đấy. Giờ nó dễ chơi hơn. Bây giờ cầm 3 bi dễ stun rồi. Stun kiểu gì cũng dính. Ừ, mà tôi không biết được lên được 8 bi không? Trong lý thuyết là vậy mà không biết nó mát ra được mấy bi. Nếu mà cầm được nhiều càng tốt, tại chiều đất nó cái lúc cầm lên nó hơi bị lâu á, cầm lên 8 giây. 8 giây là trong vòng 8 giây mình tạo được mấy trái rồi. Mà này dễ chơi, WE xa xa cứ xong chút
lên wiki rồi nó mát được mấy bi. Không ghi à? Không ghi rồi. Không ghi là không ghi là không có giới hạn rồi. Mình cầm được như mình cầm thôi. Wow. Hai bi của anh đâm to lắm. Bảy bi thôi à, URF EQ em kêu cao nhất là chụp. Ok vậy thì nó mát chứ có 7 bi. Vậy là đúng quy định chưa, mát là 7 bi. Đánh pizza một cơ đi được như điểm. Tôi đánh pizza thì tôi không có tính điểm, tôi đánh là hết giờ thì mình nghỉ thôi, đánh mệt thì mình nghỉ thôi. Mỗi lần mấy cái ông mà chơi chung với tôi pizza ông có phải mua chồng một cái cuốn là tạp chí ngồi đọc hết luôn. Tôi đi với quán pizza tôi đánh chủ quán thích lắm. Tại sao? Tại cái người chơi chung với mình đỡ tốn lơ, không có bô vô cơ được, đỡ tốn lơ, mình xài thôi. Đường trên à, tướng meta đó không? Ba con chơi thấy win win không? Hồi tôi cũng thích cái kèo mà Fura đi với Robin lắm nha. Tôi cũng thích cái kèo này lắm. Năng là cũng không hẳn. Chúng tiếp tạo to thì thua. Đó lại cầm thu đốt nữa. Tin được. Cầm kiệt sức giờ lay là ao lay nhiều pha lắm. Thẳng lên Ủa anh hỏi thật mày về được 50kg không? Tôi tầm 52.
Dường như anh có điều muốn nói với em mà ngại không? À đúng rồi, nãy giờ quên. Thì thấy kỳ kỳ. Không quen quê nha. Tôi không có liên quan chuyện cái lúc quê ở Châu á. Đừng có quăng tôi vô ở giữa. Giờ như một thói quen tối nào không nhìn mặt ông là không ngủ được. Mặc dù là cá gấu ca 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 ca. Tối vậy tôi như thế, ngày nào tôi lên tôi không không nghe mấy ông kia chửi hay không lên tôi bốc phét với mấy ông mà tôi cũng không ngủ được vậy. Tôi cũng bị vậy luôn. Bi cứ bi ghét hơn chuẩn bằng thắng luôn không ơi, hưởng chán 2 giây không ngồi chừng 3 giây. Gì mà ông làm người phân xử đi, liên quan chuyện chuyện người ta tới mình ngồi lên, ví dụ ngồi ăn bắp rang mà mình coi thôi, cái chuyện ta xí mỏ vô. Răng tôi bền lắm, để dành ăn cơm. Hai cái chạy nhanh, hai xung kích. Nhà ông có quần máy này, quần cò dắt. Ăn nho. Sức hấp đúng lúc mà chạy hết à? Chưa nói hết à? Ghê. Chưa nói hết đâu. Không có chạy qua được. Nhưng kiểu lúc đó lát một tí trước thì chạy được. Mà đẩy ra không được. Nó là không có chạy qua được mà bật trước chứ bật sau gì. Thì em chỉ là né chiêu thôi. Ví dụ mà di ulti á thì bấm R thì né được, nhưng mà khi nó dựng hình tường không có né được, không có chạy được đâu. Một lát một tí trước đấy chạy qua đường gì đó giờ sao, một lát một tí trước chạy chạy đẩy sao được, thì đó là né chiêu chứ nó chưa né chiêu rồi. Một cái đánh răng mấy lần ạ? Đánh nhiều hơn men á. 3 ngày đánh lần thôi. Đánh rồi ăn rồi đánh làm gì. Hai bên vẫn đang vờn nhau, chưa ai tung bất kỳ một kỹ năng nào. Họ để biểu trước mặt đã thấy là một cái win. Rừng ông giờ rừng là bi vậy. Tiên kia tăng tăng độ không vậy. Một xẻ. Hai xẻ. Quá khéo quá vậy. Một chọt. Ê, tự nhiên mình xỉa vô chi vậy?
hai chọt. Ồ, cũng lẹ quá ta, tay chân cũng lẹ quá ta. Ui hay dữ vậy. Chơi 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 chơi. Thôi mình gặp, mình gặp. Nãy giờ ổng vô là ổng ngốc, ổng đù đù thôi, giờ ổng hay quá trời hay rồi kìa. Sao tôi chơi con Riven tôi quy 3 thấy khó trúng mà mấy ông này quy cái dễ trúng, tao quy cái là trúng chém được cái. Bật lót là mà chạy. Riven là quýnh khéo á. Ôi hay quá, Riven cũng hay quá, thua rồi. Ôi Riven đánh chết luôn chứ, what the fuck. Sao thế được. Mù mắt rồi. Bởi tôi nói là đi gì là cầm ba cái xung kích quýnh rồi còn lại ai. Terry nó cứ cãi thôi, cứ lấy xung kích mạnh. Xung kích mạnh chỗ nào. Xàm xàm luôn. Lấy xung kích là thấy thua rồi. Xung kích mạnh cái chỗ nào. Ôi ơi. Ôi bị lúng rồi. Lúng quýnh cho lúng rồi. Thôi trời, ông làm lẹ quá ta. Top không phải lắp làm sợ tôi lẹ quá. Ờ em quy lẹ quá, em quy đúp lẹ quá. Hay quá, hay quá. Tỏ mình giàu cũng có gì đó. Lấy hồng ngọc bên khè bạn thôi. Bạn nhìn là bạn lóa mắt với cái sự giàu sang của mình. Mình cần gì phải mua đao kiếm chi cho nó mệt. Rồi ơi, ừ chết đi, đừng cho Riven giết, đừng cho Mít giết, cho ông Riven giết đi. Đúng rồi, trời giường cho Mít luôn. Ôi đúng làm lẹ thiệt chứ ta. Sao bạn đang EW đúp được. Em bảo kèo cho phía 5 rồi. Anh đập em giờ chứ nó vào EW đúp được. Trên đường quê em đúp được không? Được. Này thì kỹ năng. Này thì kỹ năng. Này thì kỹ năng. Này. Này thì kỹ năng. Này thì kỹ năng. Kỹ với chẳng năng. Anh hỏi em trên đường quê em đúp được không? Không mà sao ổng làm ba chiêu mà kiểu số mà người event này hay lắm. Anh kịp không? Anh chưa thấy bao giờ luôn nha. Anh chưa gặp event này hay. Anh chỉ hỏi là em EW đúp được không? EW đúp quy. Em làm được không? Được. Được cái bắt được phát. Bạn toàn làm kiểu mà EW đúp lên chém phát xong bạn quy về thôi, bạn toàn kiểu đấy thôi. Anh hiểu em đang nói. Em hiểu anh đang nói gì không vậy? EW đúp được mà. Bạn em quy đất bạc xong quy cái bạc đó, đó giống như là em nhìn giống như là một thất vậy đó. Cãi cãi quá phất. Làm gì tôi. Bạn làm ông làm gì tôi. Ông làm gì tôi.
Ông làm gì tôi chung kết? Vấn đề là anh đang win nha. Anh đang win mà anh không hiểu đang là võ công mà anh đang làm gì. Chúng ông là quýnh điều bình hay. Dụ tôi cái gì? Dụ tôi cái gì? Rồi có chết không? Có chết với Viking không? Có chết với Viking không? Ông dụ tôi đất kìa. Nói chứ anh gặp Bad Ribbon nhiều rồi, gặp nhiều rồi mà họ mà chưa thấy ai xài được bao giờ. Mà lúc đó ông làm tôi gì tôi quên rồi. Cái gì? E quy chém đúp xong quy chém đúng rồi mà ra một khúc nó lẹ ơi là lẹ luôn, rất là không hiểu. Ê ông chết đi đừng có lôi tôi theo nha. Đúng rồi, dí ông Olaf đây, bỏ tôi đi, cho tôi ăn riếp ra, cho tôi ăn riếp ra. Trời ơi, không ăn được riếp luôn. Lên đồ chí chơi giống mấy ông mà tay nhanh thì mình phải lên đồ counter luôn. Bạn bạn ra ơi. Hay. Ổ sặc. Tưởng team mình là ai chứ. Kiếm à, dụ tôi phải không? Dụ tôi đi, dụ tôi đi, ông dụ tôi đi. Sạc rồi nha, rồi nha. Ờ, mình len lo mình chơi bời ông trên mình không ta len chứ hút hai ba chuối luôn trời. Giờ ta len muộn rồi. Adelaide cho em, Adelaide chưa? Trời, nó đi le mà nó không biết luôn kìa. Chết đi bây giờ. Chưa có chiêu. Ô tay xuống lẹ cứu tôi ông ơi. Rồi bằng lát bằng đấm vậy luôn hả? Ờ sao mình không tóc biến một cái bong bóng ta? Mẹ có hỗ trợ nè. Rồi em đang kẹt. Anh rồi không ra. Đáng lẽ cái đó phải tốc biến một con bóng chứ đừng dùng đất đỡ. Xong giết AD xong rồi ulti phiêu ra luôn. Ở ulti Ami luôn. Dở quá, phải xử lý dở quá. Thôi là giết nụ hai người.
Hay quá ta, vừa hay vừa khéo nữa ta. Thôi tôi gặp thánh rồi. Hay quá. Trời ơi, nột quá. Không khó. Không đứt, không đứt. Đứt phải về chừng. Chứ bên sau khó. Được một đều, không có xài đúp nhanh được, tại xài đúp thì đâu có biết không xài đúp đâu. Không kèo chủ động hơn. Đấm tôi như đấm cái tờ giấy vậy. Cảm thấy chán choáng choáng rồi đó. Đang xanh thì chết liên tục rồi đó. Bực mình rồi đó. Giờ nó lao ra anh xả nha. Ờ, đâm mất rồi. Ôi con quỷ. Ôi nụt quá ông ơi. Về 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 về. Ôi chết Viking luôn rồi. Sai mình sai rồi. Hay chứ, ông đánh hay quá chứ. Ông khéo quá thì khéo luôn. Mát animation, mát từng từng thích đánh. Rồi sub như nó trâu dữ à. Được không? Hôm nay đang khéo đó. Bắn thất cộng đồng đang ngủ say không tôi. Giờ tôi đang yếu hơn, tôi không thi thố vào công cho ông nữa đâu.
giờ chưa lại, đợi lên thêm món đi, lên món chơi khô máu lại. Đấy. Thôi đừng quấy giật á, đừng. Trời ơi, đúp xong nước rồi. Nô. Ôi chết rồi, tôi mất tóc miếng rồi. Sam nó bị các bạn counter luôn, ít mà quýnh hoài. Rồi, bạn làm một phát A luôn. Tính như là chết tôi rồi. Thôi, mình giết nổi bạn đâu. Sợ bạn chưa? Thấy bạn chém mà bạn em thấy bạn đang chém bình thường mà bạn R chưa? Em làm được không? Em được, làm được. Anh đập cho bây giờ chứ chém bình thường rồi làm được. Làm được, đứa khác làm nhiều, đứa làm được. Chém bất thường rồi nè. Đọc cho vậy. Ừ, đợi xuống, đợi xuống. Ráng lên. Chói đúng rồi. Thôi tôi chạy luôn rồi. Đừng, tôi tự lùi ông ơi. Nếu mình giết tôi giờ. Thiệt tình chứ. Chưa có đúp. Thấy bằng chém quyền. Khoái liền. Cái lựu đạn pha đó chưa có đúp. Cái gì vậy? Vừa ra các ông này hoài vậy?
Rồi giờ mới bật OT lên. Đính bong bóng không bật. Làm thôi. Ông tưởng ông là thánh à? Ông tưởng ông là thánh à? Đỡ hội với bạn đi nha, hên nha. Ráng để bạn chuột xanh lên rồi đứng sau mình ráng tăng tăng cho bạn chuột bắn rồi. À để bắn hết. Chuột tao qua để đâu? What the fuck? Rồi đó bạn, hai mấy bạn vô nhà mấy bạn cày vậy? Đó. Hãy vô tay cho em. Ủa sao tự nhiên nãy vô chạy phát một nhanh như cái máy điện vậy? Con mắt này nè. Thì bạn ai cũng chơi hay á. Trộn đựng sánh nhỉ. Thôi tôi té đây thiệt tình chứ. Bó giờ. Sao tôi cô tìm bạn đứng bạn đống luôn. Ra bắn tiếp anh ơi, bắn tiếp.
Coi chừng có mắt tím bạn thấy à, bạn combo cho xỉu chưa? Bạn tiếp. Bạn hết. Thôi chết. Rồi nha, ông chạy hộ nha. Chạy hộ nha. Ông giày đó là sao đua lại giày tôi? Nhưng bạn có cái giáp anh ạ. Giáp, không quan tâm giáp. Giáp liệt sĩ ấy. Thôi cho bạn chạy á. Chỉ là cho bạn chuột giết thôi. Chết là chuột chạy ngang qua mắt không thấy. Đó, đuổi theo. Trời ơi. Không vậy em lấy kiệt sức là em là thấy là dễ chơi chưa? Cầm ba cái đó về lay phế lắm. Thấy em bán hết đồ em lên AB thấy hay vậy. Đúng rỉ 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 mấy bạn. Đẹp chuột ơi. Rồi có móc lớp không? Ồ, không ai có vơ chuột không rồi. Chuột bị đi vào lát cho chết à? Như thần thế này đó em đứt quỳ rồi đây em vừa thấy không em nè em tắt lên nhìn nè tắt lên nhìn nè đứt quỳ ngang à bóng bự lên mới thấy được nè bạn chuẩn bị đứt quỳ ngang nè. Đó em làm được cái đó không? Nói nhiều đó là được mà. Nghĩ đi. Trời, không nói chuyện nữa. Từ nay chúng ta xa nhau. Từ nay chúng ta nên xa nhau. Anh nói bạn ba thức trong vòng mà coi như là chỉ một cái chớp mắt là ba thức. Không mà không nhận Bính hay. Xui phải không bắt cuối xui không chủ chủ cũng bị đi mình bắt ổng mà đừng có bắn nó là quá đẹp luôn quá đã
xong rồi tao đánh trong ribbon để sướng tay rồi cà mới đã. Đâu nãy cái thằng thuốc nó bay vô mắt trái nè, giờ con mắt trái như là muốn liệt hết nửa con này. Đã hú hú vội để xuống sao, chẳng lẽ chơi nhắm mắt vậy chơi. Samsung Galaxy với Lao Nai thì bên nào thắng? Chưa biết sao tôi nói được. Để xin bạn hỗ trợ kìa. Cái này ví dụ về lay từ bất tướng thôi. Cái này về lay thì 14 14 mà nhân cho 8 8 nhân 14 là 1 cộng có 1 rồi về lay được có đúng rồi 8 8 8 nhân 14 8 nhân 14 5 nhân 32 được 100 mấy đam. Ok. Anh luyện mít với anh vào giải quýnh cho quen tay, tôi quýnh Lee Sin rồi. Ba Lee Sin thì tôi quýnh gì Vega cho hai con thôi, mít hai con là đủ rồi. Dạo này không thấy chơi rơm hài não thôi. Tôi lười quá tại vì đau, phải đau cái giả lập về mà cái giả lập nó hay bị lỗi quá rồi. Đúng rồi, tối nay chung kết thế giới, tối nay 3 giờ, không biết mấy giờ nữa. Mà hôm nay 3 giờ tôi phải off. Anh phải nạp cho mỗi ông ở quán em thêm 5.000 để mở stream anh đấy, 20 mấy 100.000 ủng hộ cho em đấy nhóc. Thank you. Không biết gì ngồi cứ từ cảm ơn thôi. Sao cái Scary giận rồi kìa anh, sao giờ giận đâu đó, nãy nó bị cú hành với boss nó không biết nói gì. Tôi mặc dù bị đưa bình hành nên mình phải là cũng tung những cái tuyệt kỹ dấu công ra với ca. 5 giờ đúng rồi, 5 giờ mới chung kết thế giới.
Cô giải đi mất hả? Nó giải tôi đi ôn rôn, đi rừng. Chừng nào bán trang phục tinh tú anh biết không? Không. Anh có nghe bà rọi béo đáp cho chưa chưa? Đó, đi với trên đồ tay cục mà thu lên đó nha. Ok. Tôi sạc không xuống đây. Ở số đen thức làm gì dưới à? Anh cho đen. Anh da đen đi nhầm đường. Không canh quy ăn rip được. Ôi tham quá. Ủa xem hai trước rồi. Quên luôn ơi, cái canh kiệt sức ra đây lại. Ăn anh rip ấy. Rồi xong luôn. Ủa sao em level 2? Đánh trực tiếp với Chandler hút nam anh còn lo đau nữa. Anh hỏi là sao em level 2 chứ? Thì em đánh là chuông mà. Chuông em có level. Em làm gì đâu, em giải bỏ bạn mà. Đó, mình đứng anh ăn cả hai con luôn, cũng chưa level 2 nữa. Trước một con anh tưởng anh bị mất một con là đứng níu một con. Mất full bèo luôn. Như này anh.
Này, quý giết cược nè. Đúng đúng. Là né không có được quá chiêu đó ta. Rừng đây là rừng nè. Còn lá. Chữ mà không bất giọt. Chữ cho có cho vui. Đẩy luôn ơi bạn về. Đây sắp sau lần em ạ. Có hiện sắc không?
máu như cái máy điện vậy trời. Ăn cái cho đầy em. Ăn máu à. What the fuck? Có gì mà hết tim bạn không? Quạng rồi. Đêm kia như đi muôn nơi luôn. Ừ, ráng chạy vô đó mơi, ráng chạy vô đi. Đó, hay. Hay quá, nét quá. Nét quá. Không phải làm gì vậy? Rồi cuối cùng không giết được ông nào luôn. Sợ thế thế được.
không có giật, không có dạy, không có làm được gì hết. Cho mình chạy lên chạy xuống chứ, đừng 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 sao trời. Rồi, mình nắm muốn cân ba luôn. Luôn đỡ Cái gì đây? Tôi yếu đuối lắm rồi. Thôi.
Hiểu anh, hiểu anh cái hiểu không? Hiểu rồi. Mà lụng bại ba chiến trường luôn. Tây tên kia như thần nữa, tên kia lực dương không. Trời ơi, một quy á hả? Ôi ôi, bắn là một quy á. Thank you.
quá, nắp tàn lên đóng nổi luôn. Phạm quá chứ Phạm, vòng chậm vòng như mắt phế. Mấy ông quê rồi, ở đâu mà quan tâm làm gì? Chắc trong tuần này hoặc tầm tuần sau. Tìm người đánh đều rồi, nãy giờ vô trận nào cũng gặp tìm cái đánh đều tay rồi, gặp đồng nghiệp nhiều quá, mắt đều luôn. Bấm rồi em. Bấm rồi. Có chứ, phải có event chứ. Nếu mà khai trương mới có event. Khai trương mấy rồi tiền net còn lại với em thì sao, cho em được không? Căng nha, cái này căng nha. Bây giờ tôi tính sơ sơ, ví dụ tiền net ở bên em mà còn là thành viên là 7k một tiếng phải không? Giờ nhân lên tôi tính bây giờ 150 đi, chờ đến lúc khai trương ví dụ mất hết 50 còn 100 đi, 100 thì 100 mà nhân 170 là 700k nha. Không ít đâu à. Dạ rồi thì đi đạp xích le đi chơi game, đi đạp xích lô đi chơi game. Ngu để cho con nó hành không đạp không tới, giò tôi ngắn quá. Do tôi bây giờ tôi cũng đi đạp rồi.
đâu thay thế được. Thấy gì mọi người thấy gì? Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ có nhiều ông đang hủy trận đấu rồi, đét đang đợi vô tìm kiếm cái gì nè. Không, hôm nay tôi tầm 3 giờ tôi phải off rồi. Em top 50 thách đấu server hàng xin vô tem mấy mới quay được. 50 chưa đủ. 50 là cũng coi như là dữ lắm, dữ dằn lắm, có tiếng ra nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Đáng bớt số 0 đi. Bớt số 0 đi được.
Tan Kama Soraka đây kìa. Ông Slot 2 đặt tên Covid xong để thẳng ông Covid luôn. Sao thay thế được? Đây, chọn nào chọn đại để tôi mít nha, đó cầm hiu chơi liên minh chơi tướng gì đầu tiên tôi chơi con Hammerdinger là con đầu tiên, con đó là hồi lúc mới chơi cái để dành dụm được lên khoảng chừng 3k mấy á, cái mua được nó vô chơi sướng lắm, chơi đặt mấy cái súng chơi đã nó thích lắm. Em nghe nói anh là một trong game thủ kiếm tiền vậy, nghe nói thôi, thực tế không có đâu. Cái bộ máy dép lào nè. Tao top 1 server Đông Timor vô FK được không thằng nhóc? Không được. Bây giờ cho ông mà ông mà vàng, cho ông vàng thôi mà ông server chỉ cần ông chỉ cái server ông đổi là thôi, server Dubai. Ông vàng đâu, ông vàng mấy cũng được. Đồng á. Đồng 5 cũng được, đồng 5 mà kỳ cũ cũng được là coi như là tuyển thẳng luôn. Đổi server thôi, Dubai. Nằm ở quận 10. Sinh năm 98, top 90 cao thủ, xin vào team được học đi, 8 mới học đi, học xong rồi muốn làm gì làm, học xong rồi lúc đó có thời gian là không mới xin trải nghiệm này trải nghiệm kia, nó không có bị gì. Mở thêm nét có mối lấy nước đá chưa đó, chưa ủng hộ nước đá là tốt á, hay đó. San bắt scary sub rồi, sub si đạo bắt nó sub cho nó rồ sub mà cơ bao giờ mà lấy được một cái câu khen của tôi á, trong khi nhìn các bạn khác sub thôi là mình vừa thấy một cái là thôi là biết rồi, coi như là có cái ma mạnh đó trong khen, cái lời khen mới sao sắp thì đó em làm em ráng nào, giờ em chơi thét rồi em làm sao mà có nét như các bạn này, anh nhớ tên bạn luôn không, cái người nào người ta để ấn tượng mình là mình nhớ tên Toshit Jungle đó, người ta quýnh rất là có nét, nhìn là có sự ông không gọi nét đâu đó nha, có sự ma mạnh đó trong mấy cái trò đấy bạn học của em hết đi hỏi bạn xem chưa bao giờ được một cái câu nào gọi là khen hết á. Biết kéo chúng phát là đủ tầm r chúng nó làm, cứ kéo chúng là đủ tầm r, anh chẳng hiểu gì mất thôi. Giờ anh kéo chúng anh r không chúng em tính gì, em xóa ạt đúng không? Giờ anh kéo chúng anh r không chúng em tính gì? R phải em đi, hết cái cả e đấy xong r
khi chơi được rét là phải chơi được tầm đó rồi là cầm cái thiêu đốt đó. Trời ơi, thua rồi, thua từ lúc bắt đầu rồi. Thôi từ lúc bắt đầu rồi. Khéo quá ta, ông thuận tay. Ông thuận tay trái. Trời ơi, đâu phải tôi cắm con mắt này cho vui đâu. Quê. Đó, giờ còn chơi được, còn chơi được. Thuận tay trái nè. Qua lúc đầu vô tôi đổi máu với ông mà tôi biết tôi bắt được cái nhịp của ông thôi. Cái gì nó cũng phải có tính toán hết đó. Ở giữa cái gì nó cũng phải có tính toán. Tiêu rồi vì vô nhịp của mình nè. Vô nhịp rồi. Ông cầm gì ông cầm gót đúng không? Tay trái nè. Quắn. Quắn liền. Không bơm máu đúng không? Ôi thiệt chứ. How can you dash it? Mid cộng Jungle không flash. Tiêu tôi rồi, tiêu tôi rồi. Tiêu rồi. Căng này, căng này. Và bây giờ Jungle mình là vô ích nữa, mình có báo mấy kia mất bèo cũng không làm được gì. Đấy, cơ hội. Cơ hội cho rip về. Giết tôi 10 xét thì tôi luôn luôn phải chưởng chúng không? Tôi không để nào như là cái danh mình như là Setun là chỉ là danh bất hư truyền được. Né hộ. Rip vọng quá. Nuốt cha luôn cái trưởng luôn. Sao? Cái lane kia mất bèo là coi như Jungle mình được bình an farm tới level 6 là 6 là cạp không? Né hộ. Ơi ông quẹt xong cũng chạy đường kia. Ồ, còn nhiều lương thực quá. Ê ê bậy rồi, cào tôi đi bậy rồi, thiệt đơn giản thì chứ ông đặt cái cháp để ông khóa một đường, mình đi đường này thì dính cái lao chết tôi rồi. Tiêu rồi. Mà cái đó mình gặt vậy mà cũng dính cái lao tao. Đại. Mình chuyển qua chiến thuật. Nhẫn thần trưởng này. Rồi là cái tiêu đốt và xỉu rồi.
tiêu rồi. Quả quýt ăn được rồng, hy vọng. Trời ơi, ông mới 4 rồi ông. Trời ơi, ông 4 ông mua nguyên cái cung mà tôi nhìn là tôi. Sao? Ráng lên ông ơi. Anh xuống là chứ ế bạn tôi. Ăn cỏ mấy này. Gì vậy? Nhìn đi lên nó ưu tê thẳng vô mồm vậy. Rồi Ngon ngon, bạn cướp được blue luôn, ngon. Mua cái giày luôn. Dễ né chiều không đi liền. Ấy gì trời, sao mà không đi ra một tí. Chết rồi, nó chạy rồi.
An enemy godlike. Bảy sát. Trời, mất chiếc xe, mất cổng luôn. Trúng luôn, hay vậy. Sống hộ đi. Ông sống hộ đi. Ông sống hộ đi. Lựu đạn khó chịu thiệt. Chơi là phải BK ngược màn hình luôn. Ghét. Đại vô tường. Trời, ông giết tôi rồi, ông giết tôi luôn đi. Cái quy xì lốt đi vậy, ăn quy xì lốt đi, không có né được đâu, góc chết, chạy thẳng là vô trụ lăn lao, cứ gặp mình gặp vô, bảy anh nha. Cái gì vậy nè trời?
Trời ơi, chết tôi rồi, đánh vậy là chết tôi rồi. Chết nữa. Khó lắm quá. Quỷ Nili với lại kia kêu sót chuẩn quá. Rồi gặp thêm Soloka pha lý trí nữa, lát lên sai lần tôi. Lát lên là cầm lặng thôi, không có tốc biến ra được. Đó, là mất trí luôn. Điểm vượt chút đi cho tôi bóc đi. Đâu hết rồi trời. Ủa cái gì vậy em? What the fuck, mù mắt anh rồi. Chụp Soraka được không bồ ơi? Trời ông, cái ông này what the fuck. Đứng rip ở dưới hoài vậy. Một mắt tôi rồi, một mắt cái team rồi.
Đừng, bắt nó phát lôi. Vấn đề sao mình bắt chúng Soroka mới gồng đam nổi. Ok, quýnh lộn đi. Cái gì ở nhà nó vậy? Khổ rồi ta. Ông không biết là ông đụng giùm. Ông biết ông đụng giùm con Rammus cái cho con Rammus nó ngừng lăn hay sao không ơi. Tin một trận này mà thua được. Thấy nhiều cái nó khó hiểu thiệt. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, vì tôi giống như một kẻ không nhà. Tổng số đã cao 13 sách.
Ê Bình đi. Cái gì vậy? Không có đi bệnh. Đợi tôi. Quá này tôi không chết được Soraka. Để tôi bóc đã. Em đang lấy sai khu này em. Đó, chữ mà.
Trời, mắt không ai dám phá luôn á. Đề hay quá, đề mấy phát cú bắn hay. Phát cú toàn còn giọt giọt bắn vừa ra. Rồi đề tả sáng về lại, đề tả sáng được. Đây cách bấm vô mà.
Hết trận rồi tôi off mọi người. Hết trận này thắng thua cũng off nha. Mong sao thắng là về vui vui, thua là về buồn. Hết trận này là 3 giờ rồi. Hôm nay tôi phải off sớm. Hết trận này tầm 3 giờ. Quá nhiều dấu hiệu.
Rồi chat Facebook luôn. Chat Facebook không có tin được. Bởi vậy đó hỏi tại sao thua. Gánh nha. Game này là muốn còng lưng là mệt lắm rồi đó. Trong cái top ăn một cái là có nguyên cái cục ruby rồi. Đúng lực nha. Đấm như đổi chỉ. Ừ, pha đó đấm đổi chỉ gì nữa. Đã áp cam chưa dám đâm chiêu là mình mới me rồi. Phản đòn lao tới nhất kiếm dị dụng đại thử thách vũ điệu kiếm sư tốc biến dịch chuyển kiếm Doran bình máu mặt bực tổ hết rồi hết cái đó đọc rồi giờ đi biếu trước mặt dí về trụ dí hoài luôn chặn rip luôn trời đó sợ liền nhìn tôi là sợ liền đánh hai cái sặc. Chơi ngu quá sao thì đánh 3 cái đánh 4 cái thôi mình chơi ngu vậy rồi xong mình nhìn màu riết luôn rồi ý là được cái chạy không chút biểu level 2 trước mà đéo level 2 chạy. Ôi đánh cái đỡ ấy mình bị lật chuột ấy. Yeah, thua lên, tuyên bố thua lên. Cái gì vậy trời, sao nó xẻ vào công gì vậy? Không dám ăn xe nữa, đồ nó đóng băng ai đâu, chết đâu chưa? Vô tình kiếm luôn. Chỉ có master kiếm mới làm được những điều này thôi. Ê trời, lo chat lo hai anh giúp sàn Lee Sin. Trời gì vậy? Bị gì mà quýnh rip một vai á? Quýnh không đi xin. Lát qua ông nó bắt hai người đó. Té rồi, đuối quá.
đánh nhiều không vô được ta. Điểm yếu dạo này khó chọt vậy. Bực cái mình. What the fuck? Oh, ôi chết rồi, ra sao quýnh thì chết tôi. Ủa mấy ông này chú biết không mà không biết ăn là sao? Rồi tôi đi luôn đây. Chú biết không mà không nào ăn được.
ở riết hay chém như cái đấy nè, làm nhau ráng đá cho chúng nha, ráng đá cho chúng nha. Hỗ trợ kiếm gì đây, chú tiêu chú gì đây, mạnh dữ vậy ta, rõ ràng mình hơn ông. Ờ cũng không, không ông hai cây quýnh về mà quýnh lại xạo thiệt chứ, quýnh mà quýnh không lại luôn. Như lực dương vậy, sợ luôn. Lộn đầu. Lâu thiệt chứ. Sạc tiêu rồi, để hai cái muốn quạng luôn.
cấp bách lên. Sao vậy ông già ơi? Đi bay chết tôi. Vậy là chết tôi rồi. Chết tôi rồi, muốn nhận chết tôi. Ông ê thề chứ muốn lạy ông mạnh quá trời mạnh, mạnh quá luôn, bung được ô tiêu xuống mạnh mạnh quá. Ôm đồ mổ, ôm đồ mổ. Tại sao thấy view ra không có lên những cái món này? Giờ kiếm không bắt co lại nhau đúp nó kích hoạt đi miếu, không đúp là không có vô được đi miếu đâu, bắt buộc phải đúp. Không đúp mà pha đó ông e một cái một là quýnh không được đi miếu là thua luôn á. Triệu hồi huy động 3.000 tinh binh lên mới quýnh nổi ông. Phải đúp á, phải đúp để kích hoạt điểm yếu, để thứ nhất là vừa đỡ đam sóc vào ổng nè, ổng sóc cho điểm thứ ba, và thứ hai là mình kích hoạt được mà mình tránh trường hợp là đánh tay vô điểm e vào ổng, e ổng sóc chịu sao nổi. Thế nào mà ổng e đầu kìa, ổng e từ đầu á thì mình mới sell đúp mình counter được. Quấn lại ông nó chưa đây. Kinh. Nhìn thấy là thấy sợ luôn.
dữ à. Chơi nè. Mạnh dữ à. Off nha mọi người. Đây phải off sớm. Ok bye bye, chúc mọi người ngon. Bạn nào thích tới 5 giờ thì coi chung kết thế giới vui vẻ. Đọc được comment với một giữ 4.000 người không? Được. Mắt tôi mắt thần mà. Ơi tôi còn bạch kim 1 10 cộng ví dụ thua thì bao nhiêu game nữa mới rớt bạch kim, thua một game nữa là ông xuống luôn á, ông xuống vàng luôn chứ không có xuống phải bạch kim 2 bạch kim gì đâu. Ok bye bye anh, chúc mừng cũng ngon.